Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của chuyên gia tranh cãi là một người khá là khét tiếng cũng như là hài hước cũng như là hay ho ở trong làng hài cuộc sống Mỹ Bây giờ dĩ nhiên thấy mặt mình là biết mình sắp chia sẻ chủ đề gì rồi phải không? Yes. Chủ đề mà mọi người đang rất mong đợi đó là bầu cử tổng thống Mỹ wow. Khi mà nói tới bầu cử tổng thống Mỹ là mình tin chắc mọi người sẽ nói đồng thanh một câu như vậy nè Wow, chứ này ông tổng thống Trump ông thua rồi Ô, oh, chứ này ông Biden ông thắng rồi Uh, oh, chiếc này là ông trump thua chắc kì chưa chắc ok trước tiên á mình đồng ý là ông trump khả năng rất 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 cao là ông sẽ bị thua mình đồng ý là ông biden khả năng rất rất rất, rất cao là ông sẽ thắng nhưng mà hiện giờ cái sự thật là sao bạn mọi người cho mình biết sự thật là sao là ông biden ông chưa thắng mà đúng không ông ba, ông trump ông cũng chưa thua đúng không nào cuộc đếm phiếu vẫn đang diễn ra đúng không yes và cái số lượng phiếu ở ngoài chưa đếm nó vẫn còn đủ để cho ông Trump ông lật ngược tình thế đúng không? Đúng vậy, tức là về, mặt hình thức ông Trump vẫn chưa thua. Mà khi mà chưa thua thì chúng ta phải nói theo cái kiểu mà là chưa thua chứ chúng ta không thể nào mà chưa thua mà nói là bị thua được hết. Mọi người có, có coi đá banh rồi mà chứ không? Mọi người có coi đá banh không? Mọi người có thấy hôm bữa cái đội West Ham nó gỡ quà ba trái trong vòng 15 phút với đội uh, Tottenham không? Đội ngoại hạng Anh hồi từng rồi đó. À, fan bóng đá ở đâu rồi, fan bóng đá đâu người... Và mọi người có nghe câu mà người Việt Nam hay nói không? 30 chưa phải là Tết À, đúng không nào, đúng không? Yes, thành ra bây giờ mới chỉ có 29 thôi Ok Đó Về mặt cái cái đó là về mặt hình thức nha Còn để mình uh, khích lại mọi người uh, cho một chút uh, thông tin uh, về mặt lịch sử nữa đó là vào năm uh, bầu cử năm 2000 giữa ông tổng thống Bush và ông Al Gore. à, ông Al lúc đó là sau khi ông làm xong nhiệm kỳ phó tổng thống với ông dưới thời ông tổng thống Clinton đó thì hai người đó đại khái là họ mỗi bên đã thắng cả phần nửa nước Mỹ và cuối cùng hết sau khi đã đếm phiếu xong hết trơn á cuối cùng hết là cái bang Florida lúc đó là cái bang quyết định bầu cử Mỹ à tại vì khi đó chỉ cần ai mà mỗi một ông là được hai trăm sáu mươi mấy phiếu đại cử tri rồi tại vì mỗi một ông thắng hai mấy tiểu bang này đó thành ra chỉ cần thắng thêm một bang Florida nữa là coi như sẽ cán mốc là 270 phiếu đại cử tri là làm tổng thống Mỹ vấn đề là lúc đó chưa có ông nào thắng Florida mở Florida tỷ số lúc đó nó còn xích sao hơn bây giờ nó nó xích sao đến mức độ nào nó xích sao đến mức mà kiểm phiếu là là ông Bush xong chỉ thắng ông Algo được cỡ 550 năm mươi mấy phiếu trên toàn tiểu bang mấy chục triệu người mà ông chỉ thắng dọn dẹn có 550 năm mươi mấy phiếu thôi đó, thành ra là mọi người lúc đó là mọi người nếu mà mọi người lật lại những trang báo thời đó đó hay thậm chí mọi người lên youtube mọi người sẽ thấy là gì lúc đó là nó đếm phiếu lại liên tục cả tháng luôn đếm phiếu xong mới đếm phiếu một máy xong vẫn thấy chưa ổn lắm đếm lại bằng tay vẫn thấy chưa ổn lắm tại vì nó quá xích sao rồi mọi người nghĩ mấy chục triệu người mà chỉ uh, ông Bush chỉ thắng được có dọn diện có uh, năm trăm ba mươi mấy phiếu đại phiếu người dân phiếu phổ thông tức là theo như theo như luật pháp Mỹ quy định á à, giống như mình đã giải thích trong những cái video trước thì cho dù có thắng một phiếu đi nữa thì khi đó cũng sẽ thắng trên toàn tiểu bang tức là ông Bush ông giành hết toàn bộ cái số phiếu đại cử tri ở bang Florida thời đó à, là dĩ nhiên sau đó là ông Bush ông thắng ở bang Florida và ông làm tổng thống Mỹ tổng thống thứ 40 tổng thống thứ 43 của Mỹ và khi mà nói chuyện tới lịch sử thì chúng ta sẽ nói tới chuyện hiện tại qua wow, để mà khích lệ mọi người mà nhớ không? mọi người nhớ là mình sẽ khích lệ mọi người không Tại vì mọi người vừa nghe gì ông Bush ông chỉ thắng ông Algo có năm trăm mấy chục phiếu thôi á à. thì bây giờ mặc dù là ông Biden dĩ nhiên ông đang dẫn trước ông Trump ở tất cả các bang chiến trường đúng không á à, nhưng mà Ngày nào chưa đếm phiếu xong thì chúng ta cũng nên cho tổng thống Trump một chút hy vọng Đó là ông hoàn toàn có thể đuổi kịp cái số phiếu trên lệch của ông Biden đang dẫn trước ông tổng thống Trump Và dĩ nhiên là ông hoàn toàn còn có đủ phiếu để mà ông có thể thắng ông Biden với một số lượng khá là nhỏ nhỏ Một vài phiếu đi cũng được, tự tự như vậy đi Thậm chí là năm trăm mấy chục phiếu giống như ông Bush thắng ông Al Gore đi Thấy không? Thì cũng là thắng vậy đúng không? Và dựa vào cái số phiếu còn sót lại chưa đếm là hoàn toàn chuyện đó nó có thể hoàn toàn xảy ra được và khi mà nói tới bầu cử Mỹ lại càng không có thể nói trước được điều gì hết đúng không mọi người đúng không nè chúng ta đang nói chuyện tới nước Mỹ ok đó bởi vậy khi mà nói tới bây giờ tổng thống thua thì mình phải cho cái ông cái quyền nghi ngờ là ông chỉ mới thua cỡ 99% thôi ok chúng ta vẫn còn một phần trăm cho tổng thống và nhiều khi một phần trăm này nó lại giúp tổng thống để công trình, Hell, who knows, hey, who knows. nếu mà mình biết là hay mọi người biết là chúng ta đã làm giàu rồi đó, ok. còn bây giờ quay về cái mặt khác, ok bây giờ ông tổng thống ông đang lâm vào cái tình thế mà ngang cân treo sợi tóc vậy thì tại sao đảng công hòa người ta lại không lên tiếng ủng hộ ông? chính xác là ngoại trừ mấy người con Còn ông với mấy người cố gắng thân tín của ông tổng thống Trump ra, thì hầu như không có người thượng nghị sĩ hay văn biểu nào bên đảng công hòa mà lú cái mặt ca để mà gọi là lên tiếng một cách ủng hộ tổng thống hết, ha, thậm chí là có một uh, như ông Mitt Romney thì ông nói tuyên bố uh, dội vàng của ông tổng thống cũng như là <laughs> tuyên uh, <laughs> tuyên bố của tổng thống về cái uh, sự gian lận bầu cử vô căn cứ như vậy sẽ làm mất lòng tin về cái hệ thống bầu cử vân vân vân, vân. gọi là cẩu thả đồ này kia tuyên bố cẩu thả chứ quên nói chung á là bên phía đảng cộng hòa hiện giờ không ai ủng hộ lên tiếng công khai ủng hộ tổng thống trump hết đúng chưa vấn đề là mọi người biết hiểu biết tại sao không đó mình tin chắc là một trong cái nguyên cái làng hài này chỉ có một mình mình có thể giải thích được cho mọi người biết <laughs> chờ mình nhâm nhiên ly cà phê cái ok wow dĩ nhiên á là bên phía đảng cộng hòa người ta không có dạy gì mà người ta lên tiếng ủng hộ ông tổng thống trump vào giờ phút này hết tại mọi người có xem những cái video trước của mình không mà nói cái ngày thứ ba vừa rồi đảng cộng hòa người ta thắng lớn nếu mà mọi người đọc báo mọi người cũng thấy đảng cộng hòa thật ra hôm thứ ba vừa rồi thắng rất là lớn chỉ có mình ông tổng thống trump ông thua thôi chứ thật ra là nguyên cái đảng cộng hòa người ta thắng tại trước đó bao nhiêu nghiên cứu bao nhiêu báo cáo bao nhiêu khảo sát đồ là đều cho thấy là đảng dân chủ sẽ thắng lớn họ sẽ kiếm thêm được vài ghế ở trên ở dưới hạ viện và dạ. thậm chí là thắng thêm nhiều ghế về giành quyền kiểm soát thượng viện luôn. ha và dạ. sau đó là diễn thắng thêm ghế tổng thống nữa. Thành ra là lúc đó là nguyên nhân gì nguyên nhân chính mà bà Nancy phải găm lại cái tiền hỗ trợ stimulus của mọi người đó. Nhưng mà dĩ nhiên kết quả bầu cử thứ ba vừa rồi là gì là bên Đảng Cộng hòa chẳng những không có thua mà họ thắng nữa chứ tiên á là bây giờ khả năng rất cao là họ sẽ đảng cộng hòa sẽ giữ quyền kiểm soát thượng viện và ở hạ viện đó, thì đảng cộng hòa dớt dát thêm mấy chẳng những không thua mà thắng thêm 8-10 ghế nữa uhm. thành ra gốc cuộc là bầu cử vừa rồi khả năng rất cao là chỉ có một mình ông tổng thống trump thua thôi ha thành ra đó là nguyên nhân vì sao mà người bên đảng cộng hòa nói chung người ta không có ra mặt để người ta ủng hộ ông trump được tại vì ông trump hiện giờ ông đang nói là gì ông tổng thống ông nói là ok bầu cử hiện giờ có gian lận ha có phiếu ma có uh, phiếu không hợp lệ vẫn được tính vẫn được đếm vân 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 không thiếu qua hệ thống bầu cử có vấn đề ha ăn gian vân vân không thành ra nếu mà bên phía đảng cộng hòa mà họ lú cái mặt ra để mà họ ủng hộ ông tổng thống trump á đồng nghĩa với gì, gì họ cũng nghi ngờ luôn họ vô tình họ làm cái chiến thắng của họ hôm bữa thứ ba bị nghi ngờ luôn mọi người thấy không thành ra họ đó là nguyên nhân vì sao mà họ im hơi lặng tí Đấy không chúng ta đang nói tới chuyện mà chiến lược và lợi ích ở đây à, mọi người thấy mình phân tích hả do một để từ từ mình sẽ phân tích kỹ hơn nha còn bây giờ thì video đã dài hẹn gặp mọi người những video khác hay hơn nha thank you bye bye nào bye bye